Minh Huy kính chào tất cả quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Tài lộc đầu năm trên đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BWN TV 57.3. Kính thưa quý vị, chào đón quý vị đến với chương trình này, và trước tiên thì Minh Huy cùng với đài BWN một lần nữa kính chúc quý vị có một năm mới thật nhiều thành công và may mắn. Và ngày hôm nay thì khách mời đặc biệt đó chính là đại diện của Hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, đó chính là Trung tá Trần Quốc Anh, là Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng, cũng như là chị Đỗ Hồng Yến là Phó Chủ tịch Hội đồng đại diện cộng đồng. Đầu tiên xin mời hai anh chị gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đồng hương ạ. Chúng ta Trần Quốc Anh, Chủ tịch Cộng đồng người Việt quốc gia Houston, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài BYN. Hồng Yến xin kính chào quý vị khán thính giả của đài BYN. Kính thưa quý vị, là một câu chuyện quen thuộc của chúng ta là câu chuyện ngày Tết, nhưng mà ngày hôm nay thì đây cũng là một cái cơ hội để cho Hội đồng đại diện cộng đồng có cơ hội để cùng quý đồng hương nhìn lại những hoạt động, những đóng góp của cộng đồng trong một năm vừa qua. Xin mời anh Quốc Anh. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, chứ một năm qua đó, Hội đồng đại diện cộng đồng làm được rất là nhiều thành quả tốt. Bởi vậy, hôm nay cũng được rất được hãnh diện, được lên BYN, đài BYN, để có thể là mình có thể là khoe với đồng hương những cái gì mình đã làm được. Chẳng hạn như là chúng tôi đã tổ chức 4 chợ đêm Houston. Cái chợ đêm này là đặc biệt đó, là chúng tôi có thể kéo được rất là nhiều giới trẻ ra tham dự, không những là người lớn tuổi như là mấy cái chương trình khác, mà giới trẻ ra vừa chung vui với nhau. Lúc đó mình cũng có thể dạy cho mấy em mấy cái truyền thống của người Việt quốc gia của chúng ta. Vậy 4 cái chợ đêm đã thu hút được rất là nhiều người, phải không chị Thồng Yến? Những cái chợ đêm mà Hội đồng đại diện cộng đồng làm thì được hưởng ứng của đồng hương rất là nhiều, và chúng tôi cũng đã thực hiện một một ngày tưởng niệm 40 40 năm mất mất nước rất là long trọng ở ngay Hồng Kông 4. Và những cái sinh hoạt ngay tại trụ sở cộng đồng, giống như là health fair cũng như là những cái chương trình mà góp ích cho đồng hương rất là nhiều. Và tiếp tới thì chúng ta sẽ làm cái chương trình gala đó. Thì đúng rồi, thì trước khi nó cái mà Quốc Anh muốn nói cho quý vị biết là cái ngày 30 tháng 4 đó, ngày Quốc hận đó, cộng đồng chúng ta tổ chức rất là lớn. Tất cả những cái đài TV locally như là V và BYN cũng tới quay live cho cộng đồng. Bởi vậy rất là nhiều người coi, và không những là Houston được coi mà Washington DC, Dallas rất là nhiều người coi, và sau đó lên YouTube thì cũng nhiều rất là nhiều người coi. Cái đấy là một cái hãnh diện mà cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đã làm được, mà rất là nhiều người tham dự và nở mặt nở mày cho cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đấy. Xin mời chào Nguyễn, còn hoạt động gì nữa không sắp tới? Sắp tới thì Hội đồng đại diện cộng đồng sẽ tổ chức tiệc tân niên gala ở ngay nhà hàng Ocean Palace. Cái tiệc tân niên đó là cũng là để đồng hương cùng chung với tới với nhau để mà có một cái ngày tân niên, và cũng là một sự cảm ơn của Hội đồng đại diện cộng đồng đối với tất cả những nhà bảo trợ cũng như là đồng hương đã yểm trợ cho Hội đồng đại diện cộng đồng suốt 2 năm qua. Nói về sponsor thì thành công của cộng đồng đó kéo được rất nhiều sponsor, không những những mà sponsor mà quen thuộc với người Việt Nam, mà một sponsor mà Quốc Anh muốn nói là cái Microsoft. Công ty Microsoft có rất là nhiều đã cho cộng đồng năm không những 50 cái xe đạp cho các em Việt Nam của chúng ta, mà mấy cái người làm cho Microsoft đó, hàng tháng cũng ủng hộ. Tuy rằng họ không biết mình là ai, nhưng mà hàng tháng họ cũng ủng hộ cho cộng đồng người Việt quốc gia của mình. Để tính đến ngày hôm nay mình đã được 6.000 mà tiền mà những người làm ở Microsoft tự động cho cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, đó là một cái thành tích mà tôi muốn nói là nếu mà cộng đồng chúng ta mà hợp tác mà có một tiếng nói mà không có ai chê xấu đó, thì những cộng đồng những công ty như là Microsoft và hy vọng là những công ty khác nó sẽ đến cộng đồng chúng ta và tự động họ sẽ gọi là sponsor hay là họ ủng hộ chúng ta cách này cách khác. Vì thế mà nếu mà chúng ta cứ làm anh em chúng ta cứ làm việc mà được thành tích như thế này, thì trong tương lai rất là nhiều công ty ủng hộ chúng ta. Thì nhìn lại một năm vừa qua thì có rất là nhiều những hoạt động của cộng đồng diễn ra, thì các hoạt động nào mà mình cho là chưa được thành công nhất, và cái hoạt động nào mình cho là thành công nhất trong các hoạt động vừa rồi ạ? Thì nói về bây giờ nói về tí chính trị đi, thì cộng đồng chúng ta có một ủy ban vận động chính trị, vận động bầu cử cho dòng chính, thì Quốc Anh cũng thấy là mình cũng thành công, mình cũng mang được như là vận động
người Việt quốc gia Houston mình đi bầu từ 3.000 phiếu đến khoảng 6.000 phiếu, cũng được gấp đôi rồi. Nhưng mà cũng chưa thành công là tại vì cũng đang còn nhỏ quá, số con đang còn nhỏ quá, tại vì 42.000 người đã ghi danh đi bầu mà chỉ có 6.000 người đi bầu thôi. Vậy thì năm nay chúng sẽ cố gắng làm sao đó để mình vận động cho thật đông, ít nhất là mình muốn gấp đôi nữa, tất nhiên là 12.000 người Việt Nam mà đi bầu cho năm nay, là năm mà mình bầu cho Tổng thống. Kính thưa quý vị, là cái đấy sẽ tạo ra một tiếng nói của người Việt Nam rất là mạnh. Đó là một cái điều mà chúng tôi đang còn yếu, đang còn thiếu sót. Vậy năm nay hy vọng là tiếng nói của cộng đồng chúng ta sẽ mạnh hơn trong dòng chính. Dạ, Hồng Yến thì xin nói thêm về cái chương trình Health Fair vừa rồi, là cái tuần vừa qua thì ngay tại trụ sở cộng đồng đã thu hút được gần 300 người tới để mà khám sức khỏe, và không phải là chỉ có những người Việt Nam của chúng ta mà là có người Mỹ, Mỹ họ cũng tới, vì Hồng Yến đã gửi những cái fly ra cho tất cả những người ở chung quanh đó, cho nên rất là thành công và mà đồng hương rất là vui, rất là thích. Cho nên Hồng Yến là cái đó là cái sinh hoạt cũng như là cái phục vụ thiết thực nhất mà nghĩ là đồng hương rất là cần, cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng làm thêm nữa. Đúng rồi, nói về xã hội thì là hội thi y tế thì có một cô tên là Như, cô ta cũng volunteer, cô ta tuy là làm cho Bread Health Collaborative nhưng mà rất là volunteer tới cộng đồng, chỉ muốn kéo những cái quyền lợi tới cộng đồng. Cô ta đã đứng ra tổ chức cái health fair đó và được kéo là rất là nhiều vendor, những người tới như bác sĩ, nha sĩ và các học sinh tới giúp. Bởi vậy cộng đồng chúng ta tuần vừa rồi đã được phục vụ thật là kỹ lưỡng về mọi việc. Bởi vậy đó mà Quốc Anh muốn tạo ra một cái sinh hoạt của cộng đồng, làm sao mà có nhiều các em trẻ, giới trẻ ra cộng đồng giúp chúng ta, không mời họ cũng tới, tại nếu mà chúng ta mà làm được việc á thì họ sẽ tới. Công ty Microsoft bây giờ có mấy các em thiếu nhi, các em trong trường đại học UFH hay là UT Medical, họ đã tới cộng đồng chúng ta, đã làm việc chung với anh em chúng tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi, anh em chúng tôi không thể làm được những cái chuyện lớn được nếu mà không có sự ủng hộ của quý vị và của các em thiện nguyện viên. Dạ vâng, thì đó là những cái dấu ấn trong năm 2015 vừa rồi. Thì đến năm 2016 này thì cộng đồng có một cái hướng phát triển hay là có những cái dự định gì cho năm mới không ạ? Thì năm này đấy, cũng cảm ơn quý vị đã đi bầu, thì nghị viên bác sĩ Lê Minh Đức đã được thắng cử. Như quý vị biết là bác sĩ Lê Minh Đức và hội đồng đại diện cộng đồng làm việc rất là chặt chẽ từ lúc đầu, cho nên trong tương lai chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ hơn để mang nhiều quyền lợi cho cộng đồng chúng ta. Như là chúng tôi có hai vấn đề mà chúng tôi đã bắt tay vô làm, tất nhiên là làm sao mà cộng đồng chúng ta có thể có một cái trạm cảnh sát ngay trên trong cái khu chúng tôi gọi là Sài Gòn Thao. Và nói về Sài Gòn Thao thì chúng tôi cũng muốn nói luôn là chúng tôi sẽ ra một cái ủy ban vận động làm sao để cho cái khu ở Việt Nam chúng ta này trở thành Sài Gòn Thao. Tại vì kính thưa quý vị, bên kia thì người ta gọi là China Thao rồi, nhưng mà Việt Nam mình chưa có được tiếng nói đó, thì mong rằng với sự giúp đỡ hợp tác của hội đồng đại diện cộng đồng và nghị viên Lê Minh Đức thì chúng ta sẽ thành công hai việc đó trong rất tương lai, rất là gần đây. Đấy là một trạm cảnh sát ngay vùng của trong vùng chúng ta, và làm sao vận động làm sao mà chúng ta đạt đến được cái vùng này là Sài Gòn Thao. Dạ. Còn đối với hội đồng đại diện cộng đồng, mà cái quan trọng nhất mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải trả cho cái như là có tiền để trang trải cho cái trụ sở cộng đồng, và cái goal đó là khoảng chừng 2 năm nữa, tức là cái nhiệm kỳ tới, nếu mà đồng hương còn tín nhiệm thương yêu hội đồng đại diện cộng đồng thì chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ quý vị, và quý vị yểm trợ cho chúng tôi để chúng tôi có thể trả pay off cho cái trụ sở cộng đồng, và sẽ dời cái trụ sở cộng đồng trở về đường Bèo Le để quý vị có thể tiện việc đi tới, cũng như là tới thường xuyên hơn, hoặc là những cái chương trình mà ban ngày mở cửa để cho quý vị tới đọc sách, uống trà, và hoặc là học những cái chương trình thì nó gần gũi với đồng hương, với quý ông bà hơn. Cho nên chúng tôi rất là mong những nhà bảo trợ cũng như là đồng hương yểm trợ và giúp cho chúng tôi làm gì. Và nhờ những sự yểm trợ đó mà anh em chúng tôi trong 2 năm qua đã trả được cái tiền nợ đó là 72.000, chúng tôi đã
trả được 72.000. Cái số mà tiền nợ của chúng ta thường mà lúc đầu mình nợ là lúc khoảng 375.000, mà bây giờ mình trả được 72.000 rồi. Tất nhiên là mình trả bao nhiêu là vô principal bấy nhiêu, không phải trả tiền lời, cho nên cái tiền của chúng tôi mỗi năm có thể trả, và cái tiền nợ nó sẽ xuống càng ngày càng nhanh hơn nếu mà chúng ta không cần phải trả interest. Dạ vâng, thì cái con số 72.000 cũng là một con số mà đáng mừng cho cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, làm câu chuyện về năm mới cũng như là ngày Tết cùng với hội đồng đại diện cộng đồng sẽ còn tiếp tục. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.